giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Khi mà quý vị khán giả và cô Hà thấy Minh Châu cầm máy như thế này là chúng ta biết chắc là có thư của khán giả gửi về cho chương trình đúng không ạ? Và ngày hôm nay Minh Châu sẽ chia sẻ với quý vị và cô Hà lá mail của một bạn nam. Rất là dễ thương nha. Còn dễ thương thế nào thì Minh Châu sẽ đọc cho cô Hà nghe ha. Minh Châu đọc đi. Dạ, bạn ấy yêu cầu giấu tên, em không có đọc tên đâu nha. Cuối tuần rồi mình có chở bạn gái đi ăn bún chả cá. Món bún đó rất ngon và nàng rất thích. Vì vậy cuối tuần này mình muốn mời bạn gái đến nhà chơi và cũng muốn đãi nàng món bún chả cá. Rất mong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày tư vấn cách nấu bún chả cá vừa ngon vừa lạ miệng để nàng bất ngờ mà mình còn có thể ghi điểm với nàng nữa. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Đó, cô Hà thấy sao? Quả thật là bạn trai này rất là dễ thương. Và chúng ta còn chần chờ gì nữa mà hãy cùng nhau vào bếp để thực hiện món bún chả cá. Để làm món bún chả cá, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: 200g cá thác lát nạo, 200g phi lê cá lóc, 3 trái cà chua, 300g bạc hà, 1 miếng chanh, nước cốt rải tươi, màu dầu điều, mắm tôm, cơm mẻ, hành tím băm, cộng thì là băm, hành lá băm, các gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế các phần cá trước. Cô sẽ nêm vào đây khoảng chừng 1 muỗng cà phê, hành lá băm nhỏ, 1 muỗng cà phê cộng thì là băm, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon và nửa muỗng cà phê tiêu. Cho thêm vào đây khoảng chừng 1 muỗng cà phê dầu. Và bây giờ thì cô sẽ nhờ Minh Châu em tán ra cho cái phần cá này nó dài. Phần bạc hà mình sẽ cắt thành những miếng mỏng khoảng chừng 5 ly. Chúng ta sẽ trộn phần bạc hà này với lại một ít muối ha. Để khoảng chừng 10-15 phút chúng ta sẽ xả nước và tắt cho thật ráo. Tiếp theo thì phần cà chua này thì cắt thành muối cao ha. Phi lê cá lóc á, chúng ta sẽ cắt dày khoảng chừng 5 ly. Tranh thủ trong lúc mà cô cắt cá chờ thì chúng ta sẽ bắt lên một chảo dầu ha. Chúng ta sẽ ướp vào phần phi lê cá này khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê tiêu. Và cho vào đây khoảng chừng 1/2 muỗng cà phê nước cốt chanh ha. Cô vắt chanh vô cá như thế này thì sẽ giúp cho cái phần cá của mình nó được thơm nè, nó không bị tanh. Và sau đó cô còn tẩm qua bột chiên giòn nữa thì chiên lên cá sẽ giữ được vị ngọt đó. Em biết rồi, phần cá thác lát này sau khi mà đã được tán cho dai thì chúng ta sẽ ép thẳng nó ra dày khoảng chừng 2cm và chúng ta sẽ đem chiên. Và cô sẽ thoa lên đây một ít dầu. Cô sẽ dùng tay cô ém nó lại. Dầu nó nóng thì chúng ta sẽ cho cá vào chiên ha. Trong khi Minh Châu chiên thì cô sẽ pha tiếp cái bột chiên gà giòn Aji Quýt vào trong cái cá lóc phi lê. Ôi em thấy cái là nó sắp được rồi cô ạ. Rồi vậy thì em vớt ra đi. Cô ơi chảo đang rất là nóng, mình chiên luôn đi ha. Rồi như vậy thì cô sẽ bỏ phần cá lóc vô ha. Phải dùng đũa anh đảo đều coi những cái miếng nào chín rồi thì mình sẽ bắt đầu vớt ra ha. Dạ. Rồi em có thể vớt ra được rồi đó. Dạ. Cô đã chuẩn bị sẵn nước dùng ha và dạ, mình sẽ mang lên. Minh Châu và quý vị khán giả nên lưu ý là để cho món bún chả cá được ngon thì chúng ta sẽ nấu nước dùng từ những cái đầu hay là xương cá mà chúng ta đã sử dụng. Thì nước dùng sẽ có cái mùi cá rất là đặc trưng. Quý vị cũng nên nhớ là chúng ta sẽ cho thêm vào đây một vài củ hành tím nướng nè và rễ của thì là thì sẽ làm cho nước dùng được thơm ngon hơn. Và cô sẽ chuẩn bị một cái chảo. Mình sẽ xào cà chua đúng không cô? Mình sẽ cho vào đây một ít dầu. Cho dầu vô xong rồi mình sẽ cho hành tím băm vô. Kế đến thì chúng ta sẽ cho phần cà chua đã cắt muối cao này vô. Dạ. Xào. Cô sẽ nêm vào đây một chút xíu muối. Dạ. Một chút xíu đường cho cà chua sẽ lên màu đẹp. Chúng ta cũng không quên cho vô một chút xíu màu điều ha. Thì cho phần cà chua này vào trong nồi nước dùng. Cô sẽ nêm vào 1.5 muỗng canh hạt nêm Aji ngon, 2 muỗng canh cơm mẻ ha, 1.5 muỗng cà phê mắm tôm, 1 muỗng cà phê nước nghệ sẽ làm cho cái món bún mình có cái mùi thơm đặc trưng và cái màu rất là đẹp. Cuối cùng là cô sẽ cắt miếng chả cá này ra. Hồi nãy em thấy cô nêm khá là nhiều gia vị vô trong nồi á, nào là hạt nêm Aji ngon nè, rồi nào là mắm tôm nè, có khi nào bị mặn mặn không cô? Đối với lại những món mà có sử dụng nước dùng và ăn kèm với lại bún nè hay là các loại rau sống thì chúng ta nên cái vị nó hơi đậm một chút, ăn chung thì nó sẽ vừa miệng lắm. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta nấu các món mà ăn kèm với bún hay rau sống á thì quý vị nhớ là chúng ta sẽ nêm hơi đậm hơn một tí xíu nha, như vậy thì khi ăn sẽ rất là vừa miệng ạ.
chúng ta sẽ cho lên trên đây vài miếng bạc hà ha. Một ít rau chuối đúng không cô? Đúng rồi, rau muống bào. Tiếp theo thì cô sẽ bỏ chả cá vô, chan phần nước dùng này lên. Hành phi nè, ít ớt nha. Và bây giờ thì cô mời em thưởng thức. Em cảm ơn cô Hà. Em sẽ ăn ngay một miếng chả cá kết hợp với bạc hà. Phải nói là chả cá thác lát mà không có thì là không được. Bởi vì khi có thì là vào thơm ơi là thơm luôn. Mà chả cá thác lát rất là dai nha cô. Em sẽ thử cái quan trọng nhất, đây là cái nước dùng. Vị đậm đà vừa ăn lắm. Nhưng mà em thích ăn cay thì em sẽ ăn với lại ớt băm nè. Dạ, như vậy thì chắc chắn là sẽ ngon hơn nữa đúng không cô? Đối với quý vị khán giả cũng mong muốn là yêu cầu của mình được đáp ứng trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Các đầu bếp của chương trình luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách mà quý vị gửi đến cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chương trình xin được phép khép lại, nhưng mà trước khi chia tay, Minh Châu cũng nhắc với quý vị để xem lại cách thực hiện món bún chả cá cũng như tất cả các món ngon trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hãy truy cập website mongonmoinghay.com quý vị nhé, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.